tối ngày 4 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách, làm một cô gái trẻ chết trên cầu Bình Điền. Đối tượng có liên quan đã lấy xe máy trốn khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên chở theo một cô gái trẻ trên xe máy chạy trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cầu Bình Điền thì va chạm với xe khách 29 chỗ chạy cùng chiều té ngã. Cô gái không may bị bánh xe khách cán qua người chết tại chỗ, riêng người nam đã lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ vụ việc. Hiện trường tai nạn giải quyết mất nhiều thời gian đã gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền trên quốc lộ 1.